Xin chào bà con. Hôm nay em xin test thử một con máy sinh tố cho bác khách để anh ấy thử trải nghiệm. Anh ấy muốn xay các cái loại hoa quả hạt mà anh ấy bảo không sợ không được nhừ và bét. Thì em xin thực tế em xay bằng xay gạo luôn nhé anh em. Vì nhà không có hoa quả em xay bằng gạo luôn cho tiện. Đây, hàng thương hiệu Techcom nhé. Em này đẹp như mới luôn. Máy vẫn chỉ áp 100V mọi người nhé. Dung tích được 1 lít này. Anh em có thể dùng max là 1 lít 2. Đấy. Xin mọi người xem video. Ok. Chức năng đơn giản này, đây nút rỉa này. Đây là chế độ liên tục này, để tắt này. Rỉa. Máy chạy cực kỳ là êm anh em nhé. Cố thủy tinh rất là lạng đầm chắc chắn luôn. Ok. Ta xem thử một tí nữa rồi ta xay tiếp. Đấy, sau khoảng tầm 20 giây anh em đã xem này. Đấy, đã được khoảng tầm 30% rồi. Ta tiếp tục xay thêm tầm 30 giây nữa nhá. Ok, em bấm đúng 30 giây. Đấy, cho mọi người xem. Đấy, gạo đã chuẩn bị thành cám khoảng tầm 80% rồi. Đấy, sau khoảng tầm 1 phút em đã xay thử. Thì gạo bây giờ đã chuẩn bị gạo thành cám nhé. Em sẽ xay tiếp tầm 15 giây nữa. Để anh em thấy cái sự sắc của cái lưỡi dao và cái độ khỏe của máy luôn. Ok, ta sẽ chờ khoảng tầm 15 giây nữa. Con này đẹp như mới mọi người nhé. Gần như đóng hộp được mới tầm 95% trở lên. Thương hiệu Techcom, model TM856 nhé. Ok, mình sẽ kiểm tra bột này, gạo thành bột rồi đấy. Mọi người nhìn này, đấy. Tương đối. Đấy, ok, theo mình đánh giá thì nó đều khoảng tầm 90%. Đấy, gần bằng máy xay bột rồi. Đấy. Thì với cái công suất và cái độ sắc của dao này thì mình nghĩ là những cái loại củ quả rau hạt thì vào đây thì không lý anh em nhé, chắc chắn là lát bét luôn. Vì mình không có các cái rau củ quả ở đây thì mình test thực tế bằng gạo để anh em test thực tế hơn. Vì gạo nó rắn hơn và các cái sợi gạo này nhỏ, cái suy ra là cái khả năng xay nó sẽ khó khăn hơn. Với cái mức độ xay được 9% như thế này, đấy, nó chỉ thua cám thôi nhá, chứ còn anh em nhìn nó chỉ thua cám mà ngoài thôi. Còn thực ra mình đánh giá khoảng 90% thì các cái sản phẩm rau củ quả thì mình nghĩ là ok anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video bên em. Anh em cần các sản phẩm mà đồ dùng nhật thì em qua số điện thoại 0979 665 264. Ok, xin chào mọi người.